dòng sản phẩm đó là máy nghiền bột nước, máy xay bột gạo nước đấy, để chúng ta làm bánh các loại như là bánh cuốn này, hay là bánh tẻ, hay các loại bánh mà chúng ta cần phải ngâm gạo để chúng ta là nghiền ra thành bột như bánh trôi với nước này, thì là chúng ta có thể sử dụng chiếc máy này. Cái sản phẩm này nhìn rất là mini nhỏ gọn thôi nhưng mà năng suất cũng khá là cao, nó rơi vào khoảng tầm độ 15 đến 20 kg trong vòng 1 giờ đối với chúng ta nghiền bột gạo nước đấy. Gạo ra cứ ngâm qua đi, xong rồi chúng ta sẽ cho vào chiếc máy này. Thì đây là dòng sản phẩm cao cấp ở bên em nhé. Đấy. Tại vì sao nó là được gọi là dòng sản phẩm cao cấp? Thì các bác nhìn thấy cái đầu chiếc máy này. Đấy, quay gần hơn. Bây giờ những cái dòng trên thị trường thì có những cái dòng như là đầu nó bằng sắt hay bằng ga thì nó sẽ là han rỉ trong quá trình chúng ta sử dụng ấy. Bởi vì nước khi là nó tác dụng vào cái đầu cái cối này sẽ han rỉ rất là nhanh. Tuy nhiên cái dòng sản phẩm đó là mạ inox này thì nó sẽ khá là bền, rất là bền luôn. Nó sẽ không bị han rỉ trong quá trình chúng ta sử dụng và nó đảm bảo được cái an toàn thực phẩm của chúng ta. Đấy. Mạ inox nhá. Thì sẽ mở ra cái đầu ra xem là trong cái đầu máy này có những cái chi tiết nào và giúp chúng ta có thể là nghiền dễ dàng cái gạo nước của chúng ta đấy. Đấy. Nó sẽ bao gồm hai mặt đá nhé, đấy, chúng ta nhìn đấy, mặt đá mà chúng ta quay được này ở bên trong thì sẽ là được coi là mặt đá động. Mặt đá động thì gắn liền với trục motor của chúng ta. Còn đây là mặt đá tĩnh, thì mặt đá tĩnh thì nó sẽ gắn ở với cái lắp ở bên ngoài. Đấy, chúng ta sẽ điều chỉnh cho hai cái mặt đá sát vào nhau. Thì mặt đá càng sát vào nhau thì chúng ta là sẽ nghiền cái bột của chúng ta càng mịn. Đấy, và ngược lại thôi, chúng ta càng để xa đá ra thì nó sẽ là nghiền không được mịn lắm. Và điều chỉnh của hai mặt đá này như thế nào thì chúng ta rất là đơn giản thôi. Ta nhìn cái lúm tu lô này ở bên ngoài này. Đối với dòng sản phẩm nghiền bột nước thì chúng ta có một cái điều khá là lưu ý, đó là khi chúng ta muốn nghiền sát lại, tức là hai mặt đá sát vào nhau, thì chúng ta phải vặn theo chiều ngược kim đồng hồ. Đấy, nếu vặn xuôi theo chiều kim đồng hồ đó là hai chiều đá xa nhau ra, nó khác với cái dòng ra nghiền bột khô, rất đơn giản thôi. Thì vấn đề là test máy trước khi sử dụng thì các bác lưu ý đó là chúng ta phải là đóng cái họng này lại nhé, chúng ta bật motor lên thì sau đó chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách là chúng ta sẽ xoáy từ từ từng lớp một, chúng ta cứ xoáy ngược theo chiều kim đồng hồ để cho hai mặt đá sát vào với nhau. Thì khi nào chúng ta nghe được tiếng két két rồi thì chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta mới bắt đầu là chúng ta nhả các cái họng này ra thì gạo nó mới rơi xuống, lúc đấy nghiền nó mới mịn được. Cái tình trạng chúng ta là vừa đổ nguyên liệu mà chúng ta vừa kiểm tra máy, test máy nó sẽ là kẹt cứng đấy, mất an toàn. Thì đây là dòng sản phẩm mà bên em đã lắp đặt chân đầy đủ rồi. Đấy các bạn nhìn đấy, chân khung chữ A rất là chắc chắn. Dưới là có cái lót cao su này, cánh chống trơn và chống trượt, chống rung nữa, rất là ok. Motor là motor trục liền, motor khoảng 3 ngựa là 2,2 kW, năng suất 15 đến 20 kg một giờ thì các bác nghiền thoải mái luôn. Một ngày chúng ta dùng con này ok. Đấy, thì trong video này thì em cũng giới thiệu quý vị luôn, đó là mỗi một chiếc máy mà các bác có thể là mua kèm một cặp đá sơ cua. Đấy, cặp đá sơ cua này ở bên ngoài mà nếu mà chúng ta mua lẻ thì sẽ có giá là 150.000. Tuy nhiên là nếu mua theo máy thì sẽ bên em sẽ đặt cái giá hữu nghị đó là khoảng 100.000 thôi. Đấy, rất là rẻ so với thị trường hiện nay. Trên đây em báo giá sản phẩm luôn, đó là một chiếc máy nghiền bột nước, máy xay bột gạo nước, đầu mạ inox thì sẽ có giá đó là 2.200.000, bao ship vận chuyển rồi. Thì các bác nhận hàng kiểm hàng trước khi thanh toán. Đấy, mọi thông tin chi tiết về dòng sản phẩm thì các bác vui lòng liên hệ cho em, số điện thoại đã lưu dưới màn hình. Cảm ơn quý vị.